và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào khoảng từ ngày mùng 5 đến mùng 6 tháng 12, miền Bắc sẽ đón không khí lạnh tăng cường, gây ra tình trạng trời rét. Đặc biệt là từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 12, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa rào, trong đó ngày mùng 6 tháng 12 có thể sẽ xảy ra mưa to cục bộ. Riêng tại thủ đô Hà Nội, trong những ngày đầu của tháng 12, thời tiết sẽ có nắng hanh, nhiệt độ tăng và duy trì đến ngày 4 tháng 12. Tuy nhiên sau đó, không khí lạnh sẽ quay lại khiến thời tiết tại thủ đô chuyển mưa nhỏ và nhiệt độ giảm. Các khu vực còn lại của miền Bắc sẽ không có mưa trong đêm nay và sáng mai, nhưng sẽ có sương mù nhẹ dài rác và trời rét. Vào trưa và chiều, không khí lạnh hanh khô và có nắng. Những ngày đầu tháng 12 miền Bắc sẽ có một vài nơi mưa và trời lạnh vào ban đêm và sáng. Với khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi thì sẽ có mưa vài nơi. Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể có mưa rông rải rác và chiều tối cục bộ có nơi mưa to. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ như thường lệ là phần dự báo chi tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa. Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ, ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, có nơi dưới 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ít mây, đêm không mưa, Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi từ 11 đến 14 độ có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, phía nam nhiều mây, có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ phía bắc từ 19 đến 22 độ, phía nam từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Nam Bộ, có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, riêng miền Đông có nơi trên 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m Nam Vịnh Bắc Bộ, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m. Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 4 m. Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 4 mét. Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rồng có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2,5 mét. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông, trong mưa rồng có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng vùng biển phía tây cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 m. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rồng, trong mưa rồng có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Thưa quý vị, khoảng ngày mùng 5 đến mùng 6 tháng 12, miền Bắc khả năng đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh, trời chuyển rét kèm mưa rải rác. Dự báo là một số tỉnh miền núi nhiệt độ thấp nhất có thể xuống đến 9, 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất của Hà Nội giảm còn 20 độ C. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định thời tiết trên cả nước từ nay đến mùng 6 tháng 12 và cho biết đợt không khí lạnh tăng cường tiếp theo sẽ tràn về miền Bắc khoảng từ ngày mùng 5 đến mùng 6 tháng 12 gây mưa rải rác trời chuyển rét. Theo bảng cập nhật nhiệt độ và thời tiết 10 ngày tới, tại các khu vực trên cả nước, Hà Nội trời chuyển mưa, mưa rào trong các ngày mùng 5 mùng 6 tháng 12 sau khi không khí lạnh cường độ mạnh tràn về. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mùng 5 tháng 12 giảm khoảng 3 độ so với hôm trước, dao động từ 23 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 độ. Từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 12, không khí lạnh bao trùm, nhiệt độ trong ngày ở thủ đô tiếp tục giảm, dao động từ 17 đến 20 độ C. Đồng thời, một số tỉnh miền núi như Lai Châu, Sơn La, nhiệt độ xuống thấp nhất trong đợt không khí lạnh này có thể xuống từ 9 đến 10 độ. Trong đó, nhiệt độ cao nhất ở Lai Châu trong các ngày từ mùng 6 đến mùng 8 tháng 12 duy trì ở ngưỡng 16 đến 17 độ C. Thưa quý vị, một hiện tượng thời tiết khá đặc biệt đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Không khí lạnh từ phía Bắc đang tăng cường và lan tỏa xuống các tỉnh phía Nam, khiến cho nền nhiệt tại thành phố giảm đáng kể so với những ngày trước đó. Đặc biệt là cơ hội để người dân cảm nhận chút xe lạnh hiếm hoi trong năm nay tại vùng đất nhiệt đới này. Tuy nhiên, thời tiết chuyển lạnh cũng đi kèm với những thay đổi trong sinh hoạt và sức khỏe, đặc biệt là với trẻ nhỏ và người cao tuổi. Hiện tại ở Nam Bộ, áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định. Gió đông bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hạ trục về phía nam có trục quan Nam Trung Bộ. Dự báo trong 2 đến 3 ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và di chuyển dần ra phía đông và có khả năng được tăng cường yếu vào khoảng ngày mùng 2 tháng 12 đến ngày mùng 3 tháng 12. Gió đông bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục quan nam trung bộ. Nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt hơn, tác động đến thời tiết khu vực Nam Bộ từ khoảng ngày mùng 2 tháng 12. Trong 2 đến 3 ngày tới, thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh có nhiều mây, ngày nắng, có lúc gián đoạn, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ ban đêm có xu hướng tăng nhẹ. Thưa quý vị, thời tiết tại khu vực Nam Bộ đang có những diễn biến bất thường. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày đầu của tháng 12, người dân phải đối mặt với mưa trái mùa. Hiện tượng này không chỉ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày mà còn có thể tác động đến các sản xuất nông nghiệp. Quý vị cần lưu ý theo dõi thông tin dự báo và chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống bất ngờ. Dự báo hình thế thời tiết trong từ 24 đến 48 giờ tới, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu dần ở phía bắc, tuy nhiên vẫn khuếch tán yếu xuống nam bộ. Gió đông bắc trên vùng biển phía đông nam bộ hoạt động với cường độ mạnh và suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực trung bộ hoạt động ổn định. Dạnh áp thấp xích đạo có trục từ 3 đến 6 độ vĩ bắc nâng dần trục lên phía bắc ảnh hưởng yếu đến nam bộ. Áp cao lạnh lục địa khoảng ngày mùng 2 tháng 12 được tăng cường yếu và ngày mùng 6 tháng 12 tăng cường mạnh xuống phía bắc nước ta. Gió đông bắc trên vùng biển ngoài khơi phía đông nam bộ giảm dần cường độ tới ngày mùng 6, mùng 7 tháng 12 tăng trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động ổn định, sau nâng trục dần lên phía bắc, dạnh thấp xích đạo khoảng ngày mùng 4 đến mùng 5 tháng 12 suy yếu dần và hạ à trục xuống phía nam. Do đó, thời tiết nam bộ giảm nhiệt, từ ngày mùng 2 tháng 12, xác suất mưa tăng trở lại. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Chuyển sang thông tin thời tiết thế giới đáng chú ý khác. Thưa quý vị, những ngày qua, nhiều quốc gia tại khu vực Đông Nam Á đang phải hứng chịu đợt mưa lũ nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Các trận mưa lớn kéo dài đã khiến cho hàng nghìn người phải sơ tán, nhiều khu vực bị cô lập và hệ thống giao thông tê liệt. Tình hình thời tiết cực đoan này không chỉ gây khó khăn trước mắt mà còn đặt ra các thách thức lớn cho công tác cứu trợ và tái thiết sau lũ. Lũ lụt thường xảy ra tại khu vực bờ biển phía đông bán đảo Malaysia trong giai đoạn gió mùa từ tháng 10 đến tháng 3. Tuy nhiên, trận mưa lớn trong tuần này buộc nhà chức trách sơ tán nhiều người dân tại 7 bang, trong đó có hai bang Kelantan và Terengganu bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Bên cạnh đó, Malaysia thúc giục công dân tránh đến miền Nam Thái Lan, nơi cũng đang đối mặt với mưa lũ nghiêm trọng, khiến ít nhất hai người thiệt mạng. Theo tờ Bangkok Post, các tỉnh bị ảnh hưởng gồm sông Kala, Yala, Narathiwat và Pattani. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ Indonesia đang tập trung tìm kiếm người mất tích trong 3 chiếc xe và một xe buýt bị vùi lấp trong bùn tại tỉnh Bắc Sumatra. Hiện chưa rõ số người mất tích trong vụ việc. Trước đó, ít nhất 29 người thiệt mạng trong các trận lũ quét và lở đất do mưa lớn tại tỉnh này trong những ngày qua. Thưa quý vị, theo thông tin dự báo thời tiết mới nhất, một vùng áp thấp đang hình thành gần Biển Đông và có khả năng xuất hiện ngay trong ngày đầu tiên của tháng 12. Dù hiện tại chưa có dấu hiệu mạnh lên thành bão, nhưng vùng áp thấp này vẫn có thể gây ra ảnh hưởng đến thời tiết ở nhiều khu vực. Quý vị nên thường xuyên cập nhật thông tin và chuẩn bị với các phương án ứng phó kịp thời. Cơ quan quản lý thiên văn địa vật lý và khí quyển Philippines, PAGASA cho hay, một vùng áp thấp có khả năng hình thành giữa Visayas và Mindanao. Chuyên gia dự báo báo của PAGASA, ông Benison Estareza cho biết, đã ghi nhận các cụm mây giữa Bisayas và Mindanao. Dựa trên dữ liệu hiện có, chuyên gia Pagasa đánh giá khả năng áp thấp mạnh lên thành bão là thấp. Theo ông Estareza, áp thấp được dự báo sẽ ảnh hưởng đến các khu vực Nam Luzon, bao gồm Bicol, Calabarzon, gồm Cavite, Laguna, Batangas, Rizal và Quezon, và vùng MIMAROPA, bao gồm Mindoro, Marinduque, Romblon và Palawan vào cuối tuần. Ông cho biết thêm áp thấp và giải hộ tụ liên nhiệt đới cũng sẽ gây ra mưa ở Visayas và một số vùng của Mindanao. Pagasa khuyên người dân bị ảnh hưởng nên thận trọng vì lượng mưa vừa đến lớn có thể gây ra lũ lụt cục bộ, chủ yếu ở các khu vực đô thị hóa, vùng trũng và ven biển, trong khi lở đất có khả năng xảy ra ở các khu vực dễ bị tổn thương cao. Cũng theo dự báo của Pagasa, từ nay đến ngày 5 tháng 12, một áp thấp khác có khả năng xuất hiện ở phía tây nam, khu vực dự báo của Pagasa, PMD, ở phía nam biển đông, Áp thấp gần biển Đông này cũng ít có khả năng mạnh lên thành bão theo dữ liệu hiện tại. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi tùy theo các điều kiện thời tiết trong những ngày tới. Bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo đời sống của VTC News đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.